Sáng nay, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tính đến nay, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Bình Dương còn có hơn 1.366 hội viên, trong đó có 88 hội viên phát triển mới. Thực hiện chương trình phối hợp đã được ký kết, 6 tháng đầu năm, ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh cũng đã phối hợp cùng các cơ quan ban ngành địa phương phổ biến thông tin cần thiết về thời sự chính trị, y tế, văn hóa xã hội cho hội viên hưu trí, thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, cũng như họp mặt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Công tác chăm lo đời sống tinh thần của cán bộ hội viên cũng luôn được quan tâm và thực hiện tốt. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị vận động nguồn xã hội hóa đạt trên 226 triệu đồng, chi trên 191 triệu đồng để duy trì hoạt động, tổ chức nhiều đợt tham quan nghỉ dưỡng và thăm hỏi, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên bị ốm đau, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Trong 6 tháng cuối năm, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, củng cố tổ chức và sinh hoạt của các ban đội tổ, phát triển hội viên mới, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu theo nghị quyết và kế hoạch của Câu lạc bộ đã đề ra trong năm 2023.